Bộ phim Squid Game hay là phim Trò Chơi Con Mực là loại phim truyền hình của Hàn Quốc. Đạo diễn Quang Dong Yuk, biên kịch Quang Dong Yuk, diễn viên Lee Jung Thi, Park Hee Soo, Wi Ha Joo và Jung Ho Jeon. Ngày phát hành 17 tháng 9 năm 2021 được chiếu trên Netflix. Bộ phim gồm có 9 tập. Tập 1, Đèn Đỏ Đèn Xanh. Tập 2 là Địa Ngục. Tập 3, Người Đàn Ông Cầm Ô. Tập 4, Bất Chấp Nỗi Sợ, Quyết Không Thay Lòng. Tập 5, Thế Giới Công Bằng. Tập 6, Rambo. Tập 7, VIP. Tập 8, Thủ Lĩnh. Tập 9, Một Ngày May Mắn. Theo tiết lộ của đạo diễn Quang Dong Yuk, Squid Game ra đời từ năm 2009, nhưng phải mất cả một thập kỷ, dự án này mới được chấp nhận và thực hiện. Chúng tôi nhận được những câu trả lời rằng câu chuyện quá kỳ lạ và không thực tế. Chúng tôi đã bị từ chối bởi tất cả các nhà đầu tư và diễn viên tiềm năng. Tuy nhiên, 10 năm sau, các ứng dụng trên Internet xuất hiện và khoảng cách giàu nghèo bắt đầu trở nên lớn hơn. Ý tưởng thành công nhờ Fast Money là dịch vụ tài chính cung cấp các khoản vay nhanh cho khách hàng cũng trở nên hợp lý hơn. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhóm người liều mạng trong một trò chơi sinh tồn bí ẩn với giải thưởng trị giá lên 45,6 tỷ won, hơn 9.000 tỷ đồng Việt Nam. Squid Game được lấy cảm hứng từ một trò chơi quen thuộc dành cho trẻ em ở Hàn Quốc ngày xưa vào những năm 1980. Đây là một trong những trò chơi giải trí phổ biến thường được chơi trên các khoảng sân trống với những hình thù được vẽ trên mặt đất. Bộ phim sẽ tái hiện một game sinh tồn mà ở đó những người tham gia sẽ phải chiến đấu đến cùng. Ban đầu họ tham gia trò chơi vì thất nghiệp và cần tiền thưởng. Nhưng về sau họ nhận ra họ là chiêu trò tiêu khiển của tử thần. Đã có án mạng xảy ra, những người chơi hoang mang và phải chiến đấu đến cùng để bảo toàn mạng sống của mình. Loạt phim xoay quanh một trò chơi sinh tồn bí ẩn có sự tham gia của Lee Jung Si. Tựa game được lấy cảm hứng từ một trò chơi dành cho trẻ em, trong đó người chơi vẽ các hình dạng hình học khác nhau trên mặt đất và chơi cho đến khi có một người chiến thắng cuối cùng. Squid Game được đạo diễn bởi Quang Dong Hút. Squid Game kể về câu chuyện của 456 người thiếu tiền chiến đấu đến bay màu trong trò chơi bí ẩn cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Người sống sót cuối cùng giành được số tiền thưởng trị giá 45,6 tỷ won, 39,4 triệu USD. Người tham gia trò chơi trong Squid Game hay là trò chơi con mực được chia làm hai phe tấn công và phòng thủ. Hai bên cùng đối mặt với nhau trên những hình tròn, hình vuông và tam giác đang được ghép lại tạo nên hình dạng của một con mực. Nếu bên tấn công có thể thuận lợi vượt qua hàng phòng thủ và đi vào vòng tròn tương ứng với đầu con mực, họ sẽ giành chiến thắng. Ngược lại, nếu hàng phòng thủ ngăn chặn được cuộc tấn công mà không phạm luật, hàng phòng thủ sẽ giành thắng lợi. Thế nhưng trong Squid Game, trò chơi diễn ra tại một nơi bí ẩn, không một người tham gia nào được phép ra ngoài cho đến khi có một người chiến thắng cuối cùng. Tất cả đều bị theo dõi chặt chẽ bởi cái nhìn toàn cảnh của những thế lực vô danh ẩn dưới lớp mặt nạ. Những điều này khiến người chơi dần nhận ra được sự nguy hiểm cũng như những gì mà họ phải đánh đổi sắp tới trước khi giành được giải thưởng. Giống như những phim về trò chơi sinh tồn, những người chủ trì trò chơi sẽ ở một nơi kỳ lạ, nơi họ được dẫn dắt người chơi bằng những người đeo mặt nạ và thông tin của họ được lưu trữ trong máy tính. Để đảm bảo sự công bằng, không ai trong số những người tham gia được cho biết trước các trò chơi diễn ra như thế nào. Sau đó, những người tham gia được dẫn ra một cánh đồng, nơi một robot khổng lồ chơi trò chơi dành cho trẻ em liên quan đến một nhóm người chạy tới. Một người quay lưng về phía đám đông và cố gắng gắn thẻ cho họ trước khi họ quay lại. Nếu người đó quay lại, các thí sinh khác phải giữ nguyên vị trí hoặc bị loại bỏ. Những người tham gia bối rối trước tính trẻ con của trò chơi cho đến khi người ta phát hiện ra rằng những người ra ngoài bị cho bay màu luôn, không nói nhiều. Mặc dù các thí sinh đã đồng ý với đề xuất duy nhất là thay đổi cuộc sống của họ với một cơ hội cả đời, nhưng cái giá của trò chơi là mạng sống của họ. Họ sớm nhận ra rằng chỉ có người cuối cùng còn lại mới có thể nhận được giải thưởng. Đạo diễn chia sẻ, trò chơi là một phiên bản thu nhỏ của thế giới bên ngoài. Tôi đã chuyển cuộc thi diễn ra trong thế giới thực vào trò chơi đúng thực tế của nó. Khi các thí sinh lặp lại quá trình tập hợp cùng nhau và phản bội lẫn nhau, họ trải qua cuộc đấu tranh và tuyệt vọng tột độ trong trò chơi.
các thí sinh, những người không còn lựa chọn nào khác trong cuộc đời, mang biểu cảm dữ dội và tuyệt vọng trên khuôn mặt. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống sót cho đến khi trò chơi kết thúc, không thể đón trước để đòi số tiền thưởng có thể làm cho đảo lộn cuộc sống của họ. Một khi 456 thí sinh, tất cả đều đang rất cần tiền, đồng ý tham gia trò chơi, họ biết rằng không có lối thoát, thua trò chơi có nghĩa là mất mạng. Nhưng từ chối chơi cũng sẽ bị loại. Chỉ người sống sót cuối cùng mới được ra về với số tiền 45,6 tỷ won.